Cứ mỗi mùa vải đến độ thu hoạch, người dân khắp huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lại trong đèn hái vải từ nửa đêm đến rạng sáng để kịp mang đi tiêu thụ. Từ 2 giờ sáng, khi mọi người đang yên giấc, gia đình ông Trần Văn Bình tại thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn đã cùng nhau lên đồi thu hoạch vải thiều, vừa tránh được ánh nắng gay gắt của mùa hè, vừa đảm bảo được màu sắc cho trái vải. Năm nay, vải được mùa và giá ổn định nên gia đình ông Bình cùng nhiều người dân trong thôn đều rất phấn khởi. Trên cái địa phương này thì ban đầu thì là tuyên truyền và cho người dân ấy thì làm được cái quả vải chất lượng thật cao. Thì từ đó gây được cái thương hiệu nổi tiếng là các thương lái người ta về tận thôn người ta thu mua. Thì là trong cái thời gian đó đi bán rất chuyên nhanh, không gây ách tắc giao thông. Đấy, để cho bà con có thể như mọi lần ấy, thì ra ngoài kia bán thì một buổi sáng chỉ bán được khoảng 2 đến 3 giọt. Thế nhưng mà trong năm nay thì là bà con dân thôn Muối có thể bẻ thoải mái, thế là cứ thu hái được bao nhiêu thì đem ra ngay thôn bán, đâm ra rất chi là nhanh vì cái tiến độ thu hoạch. Sau khi bẻ vải xong, nhóm người bẻ vải lại chia nhau người vặt lá, người buộc, luôn chân luôn tay. Trung bình trong một đêm, mỗi người dân có thể thu hoạch được từ 100 đến 200 kg vải. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến hết ngày 11 tháng 7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần 170.000 tấn vải thiều, trong đó có gần 52.000 tấn vải sớm, còn lại là vải chính vụ. Giá vải dao động từ 10 đến 25.000 đồng một kg, tùy từng loại.